Thái Nguyên ngập sâu trong lũ lớn, người dân lên mạng kêu cứu. Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên sông cầu lũ đang lên rất nhanh và diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía Thượng Lưu. Các trạm thủy văn gia bảy và trạm thủy văn trã, đài khí tượng thông tin lũ đang tiếp tục có xu thế gia tăng tại trạm Thủy Văn Gia Bảy, mực nước lũ lúc 13 giờ đạt mức 2.850cm, cao hơn 150cm so với báo động 3 và cao hơn 36cm so với trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 2 tháng 7 năm 1959. Hiện vẫn đang tiếp tục có xu thế tăng chậm. Tại trạm Thủy Văn Trã vào lúc 13 giờ là 854cm, cao hơn 54cm so với báo động cấp 1 và tiếp tục có xu thế gia tăng, Nhà chức trách cảnh báo 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông cầu tiếp tục lên chậm dần và có khả năng đạt đỉnh. Đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ và vận hành điều tiết các hồ phía thượng lưu, do vậy làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông đê bao, gây ngập úng vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê ven vùng sông suối và những điểm sung yếu như bờ ta luy cao, bãi thải. Đài khí tượng Thủy Văn Thái Nguyên cảnh báo và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Lực lượng chức năng cho biết thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình xảy ra ngập úng. Nước lũ dâng cao có nơi hơn 70cm. Thời gian ngập từ 12 đến 24 giờ, có nơi thời gian ngập úng lâu hơn. Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản đáp lại nhiều cá nhân tổ chức, các nhóm đã đăng tải thông tin liên lạc, đề nghị người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến nơi ứng cứu. Vào chiều tối ngày 9 tháng 9, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quân đội, công an, lực lượng chức năng cùng xuồng máy, các phương tiện hỗ trợ nỗ lực di chuyển vào sâu trong vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên để cứu trợ những người dân đang bị mắc kẹt. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ chiến sĩ quân khu 1 cùng nhiều phương tiện xuồng máy tham gia cứu trợ những người dân mắc kẹt do lũ lụt ở khu vực dân cư giáp sông cầu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo một số người dân vẫn còn một số người bị mắc kẹt ở trong khu vực dân cư bị ngập nước, nhiều người đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, một số người dân tập trung hàng hóa gửi vào cho người mắc kẹt ở bên trong khu vực ngập nước. Một đoạn đường Dương Thự Minh thành phố Thái Nguyên ngập nước khá sâu, trở thành bến thuyền của lực lượng chức năng vào đón người dân ra khỏi khu vực lũ lụt. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trẻ em, người già, phụ nữ được đưa ra khỏi khu vực lũ lụt. Ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rất lớn, người dân ở các khu vực có nguy cơ cao cần di chuyển đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng và tài sản, rất thận trọng khi lưu thông trên đường. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện các sông nhỏ trên khu vực miền núi phía Bắc đều ở mức báo động 2, báo động 3. Trong 6 đến 12 giờ tới, nước trên các sông này tiếp tục lên cao, giao động mức báo động 2, báo động 3. Do ảnh hưởng của lũ, toàn bộ miền Bắc, nhiều khu vực ngập lụt trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân phải tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng để di rời đến nơi an toàn. Các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay tiếp tục có mưa rất lớn, người dân ở các khu vực có nguy cơ cao cần di chuyển đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng. Đặc biệt, các tỉnh có nguy cơ cao nhất là Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Thái Nguyên. Ông Đại cho hay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay cho đến ngày 11 tháng 9, trên các sông ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Theo ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, sau bão số 3, người dân không nên chủ quan, bởi vì bây giờ vẫn là thời điểm nguy hiểm do mưa của hoàn lưu cơn bão. Ông khuyến cáo người dân, nhất là những người sống trong khu vực được dự báo, cảnh báo có tiềm năng về sạt lở đất, lũ quét lũ bùn đá được chính quyền địa phương và địa phương thông báo cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như điện đàm hỏa tốc khẩn loa đài mạng xã hội điện đàm về các hiện tượng như lượng mưa thời gian mưa người dân cần chấp hành các khuyến cáo thông báo về thời gian không ra đường thời gian lưu thông trong các khu vực nói trên cụ thể viện trưởng viện khoa học địa chất và khoáng sản cho rằng khi thấy dấu hiệu của sạt lở đất chẳng hạn như mặt đất phồng lên rung chuyển âm thanh lạ trong lòng đất vết nứt nền nhà tường nhà sườn đồi cây cối nghiêng nước sông suối chuyển màu đục người dân cần thông tin cảnh báo ngay các hiện tượng cho chính quyền địa phương và những người xung quanh để thực hiện ngay các phương án phòng tránh đồng thời chính quyền địa phương theo dõi và nhanh chóng tiến hành di rời người dân trong khu vực nếu có nguy cơ lớn cần ưu tiên bảo vệ tính mạng Bên cạnh đó, người dân phải hết sức cảnh giác đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, sạt lở đất, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất như triền núi, khu vực giáp sông suối, tránh xa khu vực nguy hiểm và di chuyển đến khu vực an toàn do chính quyền địa phương quy định. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho rằng, nguyên nhân ngập lụt diện rộng nghiêm trọng ở miền Bắc là do lượng mưa quá lớn nhìn vào số liệu lượng mưa trong 24 giờ qua ở các trạm đo thuộc các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc có thể thấy rõ. Với địa hình đồi núi dày đặc trên Trung Du và các tỉnh miền núi phía Bắc thì chỉ cần lượng mưa cục bộ 150mm một ngày là đã tạo ra nguy cơ ngập và lũ quét ở các vùng trũng thấp rồi. Đằng này mưa chủ yếu là hơn 250mm, cá biệt có những nơi mưa tới hơn 300mm, hơn 400mm như Thái Nguyên, Lào Cai, phía Bắc Quảng Ninh, Yên Bái. Với lượng mưa 24 giờ như thế kết hợp với mực nước lớn sẵn sau ngày mưa hoàn lưu cơn bão đầu tiên vào tối ngày mùng 7, sáng ngày mùng 8 tháng 9 thì hệ thống thoát nước không có thể đáp ứng. Ngay cả khi các hồ thủy lợi hay thủy điện ở mực nước thấp trước mưa thì nước cũng làm đầy hồ trong ngày, lụt là điều không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay, mưa trên diện tích ngập lụt sẽ gia tăng do ở miền núi và trung du phía Bắc, đa số các con sông đã đầy nước. Đường thoát nước ra biển rất dài nên tốc độ thoát nước sẽ chậm, nên người dân ở khu vực miền núi phía Bắc cần hết sức cẩn trọng. Chuyên gia cảnh báo. Tiến sĩ Huy khuyến cáo ngày hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng ở miền núi và khu vực Trung Du phía Bắc. Khả năng cao sẽ phát sinh thêm nhiều điểm ngập lụt và sạt lở mới. Bà con nên tạm tránh xa những khu vực có ta luy dốc, tìm đến tránh trú ở những nơi bằng phẳng. Những nơi ven sông, ven suối có nguy cơ nước dâng và lũ quét thì nên di rời đến chỗ cao hơn chuyên gia khuyến cáo người dân cách ứng phó với mưa lũ chỗ nào không có dòng chảy thì tìm kiếm xung quanh những vật dụng có thể làm bè có thể tận dụng cây chuối cọc tre làm thành bè neo vào nơi nào đó dự phòng khi nước lên có thể tự tạo phao cứu sinh tạm thời bằng cách dùng vỏ chai nhựa và sợi dây thừng xung quanh kết thành khối chắc chắn gia đình nào có áo phao thì để ở nơi sẽ tiếp cận nhất ở những vùng thấp trũng phải đảm bảo mọi thành viên trong gia đình phải có áo phao hoặc thứ gì đó làm phao bơi được để phòng ngừa nguy cơ ngập lũ Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến 17 giờ chiều ngày 9 tháng 9, mưa, bão, lũ, sạt lở đất những ngày qua đã làm 46 người thiệt mạng, 22 người mất tích, trong đó do bão là 9 người, sạt lở đất và lũ quét là 53 người, do lũ cuốn là 6 người. Cụ thể, tại tỉnh Cao Bằng có 8 người thiệt mạng, 13 người mất tích, Lào Cai 18 người thiệt mạng, 6 người mất tích, Quảng Ninh 6 người thiệt mạng, 5 người do bão, 1 người do lũ cuốn trôi thành phố hải phòng hai người thiệt mạng do bão tỉnh hải dương một người thiệt mạng do bão thành phố hà nội một người thiệt mạng do bão tỉnh hòa bình bốn người thiệt mạng do sạt lở đất tỉnh yên bái ba người thiệt mạng do sạt lở đất tỉnh lạng sơn hai người thiệt mạng tỉnh bắc giang một người mất tích do lũ cuốn tỉnh tuyên quang hai người mất tích do lũ cuốn tỉnh hà giang một người mất tích do lũ cuốn ngoài những tổn thất về người các tỉnh thành phố miền bắc còn thiệt hại nặng nề về tài sản cơ sở hạ tầng hiện tại hà nội và các tỉnh thành phố miền bắc vẫn đang căng mình ứng phó với mưa lũ sạt lở đất và khắc phục hậu quả